giang khát dầu bóng nàng lắng trong cung đàn. Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với lại cái buổi tập guitar. Và bài hát hôm nay là bài hát Đắp Mộ Cuộc Tình. Là bài hát khá là nhiều cái cảm xúc và được đánh theo điệu bolero. Và đối với giọng nam thì chúng ta có thể đánh ở tông đê thứ, hoặc nam cao hơn nữa có thể hát ở tông mi thứ. Nhưng mà thường thì Khánh thấy là đánh ở tông đê thứ là được rồi. Còn giọng nữ chúng ta có thể hát ở tông son thứ hoặc là la thứ. Thì tùy vào cái giọng nữ cao hoặc thấp thì chúng ta có thể điều chỉnh được một cách tốt nhất. Và chúng ta phải luyện mỗi ngày thì chúng ta sẽ nâng cao khả năng của mình. Trước hết Khánh sẽ nói về một bài hát. Đây là nhạc trữ tình, điệu bolero. Và thường thì những bài hát nhạc trữ tình này nó mang những cái tình cảm rất là đặc biệt và sâu sắc. Đắp mộ cuộc tình. Thì trong cuộc đời của mỗi con người thì ai cũng có những cuộc tình. Và có thể là chia tay hoặc có thể đi đến hôn nhân. Nhưng mà cái ý nghĩa ở đây nó vẫn mong muốn một nó vẫn mong muốn rằng bài hát gửi gắm đến rằng tất cả những người đã yêu nhau và có những cuộc tình đều chúc phúc cho nhau được hạnh phúc, mặc dù chúng ta đang ở đâu và ai cũng chưa đến được với nhau thì cũng vẫn là mong người ta được hạnh phúc. Đơn giản vậy thôi, để chúng ta giữ được cái tâm hồn chơi guitar của mình, đừng có quá quỳ lụy vào tình cảm, đừng có quá quỳ lụy vào cái gọi là cái cảm xúc để mà có được nhau. Thậm chí là trong tình yêu thì chúng ta có thể là chỉ cần mong muốn cho nhau được hạnh phúc, đó là tâm hồn chúng ta đã đi lên rất nhiều. Và khi mà tâm hồn chúng ta lên, chúng ta chơi nhạc để có cảm xúc hơn. Như các anh chị, đó giới thiệu sơ sơ về cái bài Đắp Mộ Cuộc Tình. Đối với lại tất cả các anh chị nào đang tập chơi thì Khánh nhắc lại một điều, đó chính là chúng ta phải chỉnh dây đàn cho chuẩn. Sau đó chúng ta sẽ chuyển những hợp âm trong cái vòng hợp âm rê thứ này. Nó có âm son thứ. Những cái phần này Khánh cũng đều nhắc lại rất là nhiều rồi. Đô trưởng, pha trưởng, si gián trưởng, la trưởng. Si gián trưởng khó nhất. Nhưng mà nếu mà các anh chị nào chưa đánh được si gián trưởng thì Khánh sẽ lưu ý các anh chị là có thể thay thế âm BB si gián trưởng đó thành âm rê thứ. Ví dụ chúng ta không đánh si gián trưởng, chúng ta đánh âm rê thứ. Nghe nó trầm mà nó tình cảm lắm các anh chị. Thì các anh chị có thể thay đổi hết tất cả những âm si gián trưởng thành âm rê thứ vẫn được, nếu chúng ta chưa bấm quen. Còn nếu anh chị đã bấm quen rồi, có thể chúng ta đánh bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả. Và nếu như chúng ta cố gắng luyện tập thì ngày nào đó chúng ta sẽ chơi được khá là đơn giản. Đó là cái luyện tay trái trước, sau đó chúng ta mới tập đến tay phải. Tập đến tay phải thì có một cái lưu ý với các anh chị như sau. Đó khi mà chúng ta tập tay phải là chúng ta để âm rê thứ đây, chúng ta tập điệu bolero. Và hôm nay cái điệu bolero của Khánh sẽ biến tấu một chút xíu, có nghĩa là chúng ta không đánh theo thông thường, chúng ta đánh như thế này, là bass 3 2 1 2 3 1 2 3. Đó, các anh chị có nghe rõ không ạ? Cái đầu tiên là bass nè, là dây số 4 nè, cầm đề thứ bass 3 2 1. Thì 3 2 1 lần đầu sẽ nhanh hơn chút xíu. Bass 3 2 1. Rồi chúng ta nhớ nhịp chân nè. Bass 3 2 1 2 3 1 2 3. Đó, chúng ta sẽ nhịp vào những cái chỗ như mà Khánh nói đó. Bass 3 2 1 2 3 1 2 3. Rồi bass tiếp. Giấc mộng ban đầu yêu người thừa mới đôi mươi, em sang độ trắng tròn. Có được chưa các anh chị? Đó là cách mà ít có chạy bass nhưng mà nó nghe nó vui vui xíu. Nó có gọi là pha phăng với điệu ballad mà Khánh đã nói trước đây rồi, những cái bài bolero. Các anh chị trước khi mà các anh chị tập á thì các anh chị bấm like đi, rồi các anh chị theo dõi kênh của Khánh. Và trong cái kênh của Khánh có những cái danh sách phát về những bài hát bolero quen thuộc, các anh chị cũng phải xem lại giùm Khánh nha, để chúng ta tập và chơi một cách tốt nhất. Chúng ta sẽ có được, ví dụ như mà có hai cái hợp âm đứng kế với nhau, ví dụ như ta cũng thấy nè, ví dụ như là thở mới đôi mươi là hợp âm pha trưởng,
sau đó học qua học âm đô trưởng liền. Nếu như chúng ta chuyển không kịp thì chúng ta bỏ cái học âm đô trưởng luôn, chúng ta để học âm pha trưởng thôi, để chúng ta có thể đủ cái nhịp của chúng ta. Ví dụ thuở mới đôi mới em đang đổ trăng tròn đó, chúng ta để bỏ luôn. Còn ai mà chuyển được thì chúng ta sẽ chuyển nhanh như sau là pha đó, nó như vậy nè, pha bát 3 2 1 2 rồi chuyển xuống đô. Mới em đang đổ trăng tròn, đó là chuyển bát, chuyển bát như vậy. Thì cũng từ những cái hợp âm này mà chúng ta có những cái câu chạy bát đó riêng, và Khánh cũng ít có nói lắm, tại vì là cái này nó phải là phải nhạy khi mà chúng Khánh đánh, hoặc là các anh chị thấy Khánh đánh, hoặc là các anh chị thấy ai đánh đó, các anh chị lắng nghe và nhìn tay của họ thì các anh chị sẽ thấy được họ chạy bát như thế nào, và chúng ta trẻ nhỏ ra chúng ta tập từng con thì chúng ta sẽ được. Còn đối với những anh chị nào mới tập thì chúng ta cứ tập cơ bản và nhịp chân, cái nhịp là quan trọng nhất, và chúng ta cứ nhịp đi thì chúng ta sẽ quen được, và chúng ta có thể đánh một cách rất là ok. Trong lúc mà Khánh đánh thì phạm thì sẽ có những cái đoạn mà các anh chị sẽ nghe được là Khánh dồn nhịp, nhưng cái nhịp Khánh dồn cái âm sắc, nhưng mà cái nhịp Khánh vẫn vững nha các anh chị. Đó là cái quan trọng để mà chúng ta có thể là chắc nhịp thì chúng ta sẽ chơi được. Cũng như những bài trước thì Khánh có nói là intro đơn giản thôi, có nghĩa là rê thứ. Cứ tập là sẽ đến, đi là sẽ đến, các anh chị cứ tập. Xây giấc mộng ban đầu yêu người vừa mới đôi mươi, giấc mộng ban đầu
giấc mộng ban đầu, say giấc mộng ban đầu. Có những lúc chúng ta cũng có những lúc trầm lặng để cho tâm hồn chúng ta lắng động lại, và chúng ta tập nhạc nhẹ nhàng thư giãn thôi. Còn khi mà cách đánh của Khánh á, có cái dòng nhịp thì các anh chị tập được thì tập, không được chúng ta cứ quýnh bình thường. Những cái điệu bolero Khánh đã hướng dẫn rất là nhiều rồi, và rất là nhiều rồi, và các anh chị sẽ phải xem để mà chúng ta có thể nghiên cứu, chúng ta có thể tập một cách tốt nhất. Thì Khánh rất là mong là tất cả mọi người đều vui vẻ, đều tập đàn tốt và chơi thật là hay, có nhiều sức khỏe trong cuộc sống nữa.